Xin hoan hỉ kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn. Kính chúc quý anh chị và các bạn một ngày an lành, thành công và hạnh phúc. Trong thời gian gần đây, quý vị và gia đình cứ liên tiếp gặp những chuyện đen đủi từ trên trời rơi xuống. Quý vị có tự hỏi không biết nên làm gì để có thể hóa giải vận xui này? Rất có thể là do trong ngôi nhà của quý vị thường tồn tại nguồn năng lượng xấu khiến cho sức khỏe của chúng ta giảm sút, đồng thời làm cho công việc gặp khó khăn, sức khỏe kém hay bất hòa. Nếu gia chủ muốn đổi vận thì việc đầu tiên là phải tìm cách để đuổi ngay nguồn năng lượng xấu khỏi nhà. Đón nguồn năng lượng tốt hơn thì cả gia đình sẽ thuận lợi và may mắn. Để làm điều này, bạn chỉ cần chuẩn bị một đĩa chanh muối. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy may mắn xin gợi ý cho bạn một mẹo phong thủy đổi vận đơn giản giúp bạn chuyển xui thành may. Tin vui ghé thăm không ngừng chỉ với hai nguyên liệu vô cùng quen thuộc là chanh và muối. Trước khi đến với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh Phong thủy may mắn bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Đầu tiên là tác dụng của chanh và muối trong phong thủy. Nhắc đến tác dụng của muối trong phong thủy thì không ai là không biết đến với khả năng trừ đuổi tà ma, xua tan xui xẻo, tẩy uế, thanh lọc môi trường không gian xung quanh, cải thiện sức khỏe và thu hút tài lộc. Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, bao gồm cả Việt Nam, Trung Quốc, muối được xem là có tính chất làm sạch. Từ lâu, chúng đã được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa và liệu pháp thanh lọc cơ thể. Ông bà ta thường nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi để chứng tỏ sức mạnh xua đuổi tà khí của muối. Muối có thể hấp thụ năng lượng thấp và tiêu cực, xua đuổi những loại khí xấu, đồng thời mang đến nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Trong phong thủy, tinh thể muối kết hợp với nước càng làm gia tăng tác dụng. Thêm vào đó, những đồng tiền kim loại được đặt trong bát muối sẽ tạo nên các phản ứng giúp tẩy rửa và tiêu tán năng lượng tiêu cực. Bởi vậy, dùng muối để hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình là một vũ khí phong thủy hữu hiệu từ nghìn đời nay. Còn tác dụng của chanh trong phong thủy là gì? Nghe có vẻ xa lạ, nhưng bởi ít ai nghĩ rằng loại quả mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày để ăn, uống, thậm chí làm thành vị thuốc này lại có một công dụng đặc biệt khác. Theo đó, là quả có lợi cho sức khỏe và làm đẹp, còn có thể giúp bạn loại bỏ các nguồn năng lượng xấu, mang lại nguồn năng lượng tích cực, đem lại thành công, thuận lợi và may mắn bất ngờ. Thế nên, khi chanh và muối kết hợp lại, chắc chắn sức mạnh của chúng sẽ khiến chủ nhân bùng nổ cả về tài lộc, sự nghiệp, tình duyên lẫn sức khỏe. 2. Cách sử dụng chanh và muối để đổi vận may mắn, cát tường. Để loại bỏ những nguồn năng lượng xấu tích tụ lâu ngày trong nhà, bạn hãy thử đặt 3 quả chanh, cắt làm 4 và một cái đĩa và rắc thêm một ít muối lên trên, sau đó đem đặt ở cạnh giường. Lưu ý, số quả chanh nên là số lẻ 1, 3, 5, tùy theo gia chủ lựa chọn. Bạn cũng có thể đặt thêm tại các góc khuất, góc tối trong nhà để chúng có thể hút hết những uế khí tại những nơi này. Bạn nên thay mới hàng ngày, tuy nhiên nên nhớ đừng chạm trực tiếp vào những chải chanh. Sau 5 đến 7 ngày liên tục, bạn sẽ cảm nhận được những nguồn năng lượng mới mẻ và tích cực trong ngôi nhà của mình. Công danh, sự nghiệp hay tài lộc cũng theo đó mà suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Có thể nói, đây là một trong những mẹo phong thủy đổi vận đơn giản, dễ làm nhất mà bạn có thể thực hiện. Chanh muối giúp tình duyên thuận lợi. Không chỉ có tác dụng giúp thay đổi tài vận, sự kết hợp này còn giúp gia chủ hóa giải những hiềm khích mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng, nhờ thế mà ngày càng khăng khít hơn. Với người độc thân, sự tươi mới toát ra từ con người bạn cũng sẽ thu hút được không ít đối tượng khác nhau, hứa hẹn sớm tìm được nhân duyên cho riêng mình. Có thể nói, mẹo phong thủy nho nhỏ này sẽ khai mở cho con đường tình duyên của bạn sớm như được như ý nguyện. Chanh muối giúp cải thiện sức khỏe. Không chỉ có tác dụng hút nguồn năng lượng xấu, chanh muối được đặt ở cạnh giường còn giúp cho bạn có được một giấc ngủ tốt hơn, tinh thần được thư giãn và sảng khoái hơn mỗi khi thức dậy. Hương thơm của chanh có tác dụng kích thích não bộ,
tăng khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ đáng kể. Bạn có thể đặt chanh và muối ở cạnh nơi làm việc của mình, vừa mang lại tinh thần hứng khởi, tăng cường sáng tạo và thúc đẩy sự nghiệp phát triển đi lên. Sự kết hợp giữa chanh và muối còn giúp thanh lọc, loại bỏ những chất độc hại trong không khí và cho bạn một không gian sạch, thoáng mát, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt tốt cho gan và phổi. Tinh dầu từ vỏ quả chanh còn có tác dụng xua đuổi muỗi và côn trùng cực kỳ hiệu quả. Bạn chỉ cần đặt một vài quả chanh ở cạnh giường hoặc như khu vực ẩm thấp trong nhà, hương thơm từ loại quả này sẽ khiến ruồi, muỗi phải tránh xa. Kính thưa quý vị, đôi khi để hóa giải vận đen, thu hút may mắn tài lộc, chúng ta không cần phải chuẩn bị quá nhiều những thứ cầu kỳ, mà đôi khi chỉ cần đến những thứ nhỏ nhặt thường ngày mà chúng ta vẫn hay sử dụng. Trong nội dung trước đó, chúng ta đã biết rằng sử dụng muối và chanh có thể đem lại hiệu quả trừ xui xẻo, vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, có một loại thực phẩm khác cũng vô cùng quen thuộc đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta cũng đem lại rất nhiều may mắn, đó chính là hũ gạo. Hũ gạo là một vận dụng vô cùng quen thuộc trong không gian bếp của mỗi người dân Việt. Cùng với tủ lạnh hoặc tủ đựng thực phẩm thì hũ gạo là nơi tích trữ lương thực của mỗi gia đình. Ngoài ý nghĩa trực tiếp này thì theo quan niệm phương Đông, hũ gạo còn tượng trưng cho kho lương và sự no đủ của gia đình. Vậy làm sao để bố trí hũ gạo cho căn bếp vừa có tác dụng thẩm mỹ lại vừa thu hút tài, hút lộc cho gia đình? 1. Vị trí đặt hũ gạo. Theo như phong thủy học, hũ gạo dùng để chứa lương thực trong ngũ hành thuộc hành thổ. Vì vậy, trước tiên nên xét tới phương vị trong vị trí. Hũ gạo đặt ở hướng thổ sẽ hưng vượng nhất, nghĩa là hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc của ngôi nhà. Bên cạnh đó, ngũ hành mộc khắc thổ, gia chủ không nên đặt hũ gạo ở hướng Nam hoặc hướng Đông Nam của ngôi nhà vì sẽ khiến tài lộc hư hao, thất thoát, vận may cũng tự nhiên mà không còn nữa. Đồng thời, trên thực tế, hũ gạo đại diện cho phương diện tài lộc của gia chủ, không nên đặt ở nơi dễ nhìn hoặc trong tầm mắt khi từ ngoài cửa bước vào. Thay vào đó, gia chủ nên đặt ở những nơi khô thoáng, kín đáo, nếu muốn tiện lợi hơn thì vẫn nên đặt trong nhà bếp. Chất liệu của hũ gạo. Thay vì sử dụng chất liệu kim loại hoặc gỗ, gia chủ nên sử dụng hũ gạo làm từ gốm sứ hơn. Gốm sứ thuộc hành thổ, hũ gạo làm bằng gốm sứ giống như là một mảnh đất sinh ra tài lộc, sự sống, biểu tượng cho sự hưng vượng, tốt lành. Sự kết hợp giữa thổ của gạo và thổ của chất liệu gốm sứ càng giúp cho thổ khí thêm bền bỉ và ổn định, mang tới những điều tốt lành cho gia chủ. Hũ gạo làm bằng kim loại thuộc hành kim, sớm muộn sẽ hút hết thổ khí của gia chủ. Còn trong trường hợp hộp làm bằng gỗ thì mộc của hũ gạo sẽ khắc với thổ của gạo. Vì thế, hũ gạo làm bằng kim loại hoặc bằng gỗ ngụ ý của điềm xấu, không tốt lành, phá tài phá lộc của gia chủ. Trường hợp hũ gạo làm bằng gỗ không còn gây tác hại gì nữa đều đã được làm phép hóa giải. Thời buổi hiện nay, nhiều gia đình sử dụng hũ nhựa để đựng gạo. Vật liệu này chỉ tiện ích chứ không có ý nghĩa trong phong thủy nhà ở. Ngoài ra thì nếu sử dụng nhựa không tốt lại có hại cho sức khỏe các thành viên trong gia đình. Hình dáng của hũ gạo. Tốt nhất là nên chọn hũ gạo có hình tròn thuộc hành thổ. Còn đối với các hình khác như hình chữ nhật, hình vuông hay những hình có nhiều góc nhọn khác đều không nên sử dụng vì mang nguồn vận khí xấu. Đối với hũ gạo cũng cần chọn lựa kích thước để mang lại sự may mắn, hưng vượng nhất có thể. Chẳng hạn nên chọn hũ gạo cao và sâu thay vì lấy loại nông và cạn. Đơn giản một điều mà chúng ta vẫn được chứng kiến hàng ngày, hũ gạo đại diện cho cái miệng, sự no đủ và dư giả trong cuộc sống. Hũ gạo càng cao và càng sâu là biểu hiện tiêu biểu thể hiện sự đủ đầy, sung túc và lâu dài của gia đình. Màu sắc của hũ gạo. Một hũ gạo mang lại may mắn cho phong thủy nhà ở khi nó có màu nâu đất hoặc màu vàng đất vì mang thổ khí vượng. Nếu là thời xa xưa, màu sắc này lại càng phổ biến hơn trong nhiều gia đình vì đơn thuần nó mang lại sự may mắn và tài lộc cho các thành viên trong gia đình. Hiện nay, công nghệ tiên tiến và phát triển, hũ gạo bằng một cách nào đó đã có nhiều màu sắc và họa tiết hơn. Tuy nhiên, những hũ gạo càng sặc sỡ và phức tạp lại càng khó thu hút tài lộc hơn vì đơn giản nó không mang một ý nghĩa phong thủy nào cả. Không nên đặt ở tài vị. Gia chủ không nên đặt hũ gạo ở nơi tài vị
vì ít nhiều cũng đè nén sự hưng vượng của tài khí trong nhà và mỗi ngày chỉ nên mở hũ gạo với số lượng ít, thời gian ngắn và tần suất nhỏ. Do là vật phẩm nặng nề nên theo như quy tắc phong thủy thì hũ gạo dùng để đặt ở những nơi có tác dụng trấn áp họa khí, sát khí. Nếu đặt ở sát vị thì độ nặng của nó có thể trấn tà, chế sát. Tác hại của việc để hũ gạo trống rỗng. Chính vì hũ gạo đại diện cho kho lương, cho tài lộc cũng như sự no đủ, sung túc của gia đình. Vì vậy, gia chủ nên cố gắng giữ cho hũ gạo được đầy. Tuy nhiên, trong trường hợp khác, sự ít gạo trong hũ cũng được coi là tài lộc còn vượng lại. Gạo trong hũ hết chẳng khác nào lương bổng vừa đến đã đi, ngược lại sẽ giúp gia chủ mở cửa tài lộc, đón sự giàu sang, phú quý và cuộc sống đủ đầy. Ngoài ra, vào những ngày đầu năm mới, gia chủ có thể phủ lên hũ gạo một tấm vải màu đỏ để gia tăng sự may mắn, có cơ hội thúc đẩy tài lộc vượng phát. Còn có thể để một phong bao lì xì đỏ dưới hũ gạo là cách để giữ tài lộc trong gia đình. Hũ gạo không chỉ có công dụng đơn thuần là nơi trữ gạo mà còn mang ngụ ý là kho lương trong nhà, là nơi trữ tài, hút lộc. Những thông tin về phong thủy hũ gạo trên được người xưa đúc kết và lưu truyền lại rất đáng để chúng ta tham khảo. Tuy nhiên thì đời sống hiện nay đã có nhiều thay đổi, nhưng nếu bạn thật sự muốn dùng theo cách chiêu tài, đón lộc của người xưa thì hãy nắm kỹ những quy tắc trên đây. Gia chủ sẽ rước tài lộc, đón hưng vượng vào nhà. Kính thưa quý anh chị và các bạn, hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn đã biết thêm được một số cách để mang lại may mắn cho bản thân mình mà không cần nhất thiết phải sử dụng vật phẩm. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi kênh Phong thủy May mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.